Hello, chào các bạn. Hôm nay là 8 tháng 4 rồi, sắp nghỉ lễ. Hôm nay là thứ 6 rồi, nhà mình sắp đi du lịch. Tất nhiên là cái video này chắc mình sẽ up sau khi nhà mình đi du lịch ấy. Như tiêu đề của video này, mình sẽ khám phá cái túi mình đi du lịch nhá, túi quay phim, thiết bị các thứ. Thực ra dạo này mình hay đi chơi ấy, thì mình cứ vác theo máy ảnh rồi gimbal các thứ ấy. Vợ mình kêu là anh cứ vác đi, mẫu không có anh quay cái gì. Đâm ra vợ mình không cho mang nhiều nữa. Đâm ra lần này đi chơi thì mình chỉ có mang cái túi này thôi, túi rách này. Trước vợ hứa mua cho mình cái túi khác nhưng mà mình chưa ấy. Đây là cái túi này mình đeo chéo ấy. Các bạn mà xem vlog của mình ấy thì thấy thường mình sẽ đeo chéo trước ngực này. Thì trong đây thì chủ yếu là cái bộ quay phim, chủ yếu GoPro này, pin này, hộp đựng pin này, với lại cái mấy cái micro và cái chân. Thì mình sẽ dở ra từng cái cho các bạn xem. Các bạn xem vui thôi, chứ còn kênh của mình thì cũng chả vlog gì cả và cũng không phải làm phim chuyên nghiệp ấy. Tất nhiên là mình sẽ mang cả cái mic này đi nhá. Cái mic này có cái mic wireless go này, tốt wireless go kèm theo mic gảy áo, mình sẽ cầm đi lúc nào mình muốn ngồi nói chuyện và mình muốn âm thanh nó tốt ấy. Ok. Cái đầu tiên là GoPro. Thì cái GoPro này ấy, mình vẫn dùng cái GoPro 7 nhá. Hôm nọ mình đi bỏ cái mic này ra. Hôm nọ mình đi mua thêm hai cục pin thì thấy cậu kiểu cậu bán hàng ấy, cậu bảo bây giờ bọn em không mua cái GoPro kiểu không còn cái thiết bị của cái GoPro cũ này nữa. Mới được mấy năm mà cũ. Chắc hôm nào phải đổi sang 10, 11 gì đấy. Hôm nào nó ra 11 mình sẽ đổi cái 11. Chứ đổi cái 10 bây giờ sang năm nó lại ra cái mới. Thì GoPro này chủ yếu mình sẽ quay tất cả vlog các thứ chỉ bằng GoPro thôi. Bởi vì cầm cái này nó tiện ấy, thì quay du lịch rất là tiện. Bên cạnh đó thì ở trong này nhá, cái GoPro này mình có một cái case, tức là cái hộp ấy. Hộp để mình có thể gắn thêm cái mic, micro. Sau này nó sẽ có cái micro ở trên này. Đấy, thì đi kèm với cái GoPro 7, GoPro 7 Black và kèm theo một cái tay. Cái tay này thì sẽ dùng khi mà mình quay nhá. Kiểu như là quay nói chuyện này, rồi là mình sẽ thường xuyên phải dùng cái gậy này. Gậy này nó gọi là gậy của kinh ma ấy, gậy dài, nối dài. Gậy này thì cho xuống nước cũng được. Đó là hai cái thiết bị là một. Đấy, thứ hai nữa thì mình sẽ mang thêm một cái này. Hôm trước mình có review cái này ở trên kênh của mình rồi ấy. Đó là cái chân của Benro ấy. Cái chân này thực ra nó cũng chả có gì cả. Chân này thì nó cũng dùng thay cho cái gậy ấy, nhưng mà nó sẽ đứng được một chỗ. Lúc nào mình muốn đặt cái camera ở đâu đấy thì mình sẽ gắn vào cái chân này sau đấy gắn lên. Đó, đấy là cái thứ hai. Thứ ba là trong cái túi của mình. Bên cạnh đó mình sẽ cầm hai cái mic đi. Có một cái mic gảy áo rồi, nhưng mà cái mic gảy áo này lúc nào nó cũng phải cần pin. Thực ra mình sẽ có một cái shotgun nữa. Cái shotgun này là gọi là mic video, Rode Video Mic Go. Ở dưới đây nó có cái cán này của Ulanzi để nó cho nó cao lên ấy. Khi mà mình quay góc rộng thì nó đỡ bị cái micro này, nó đỡ bị dính vào cái khung hình của mình. Đó, kèm áp dây. Cái này thì rẻ thôi, Ulanzi này rẻ thôi. Tất cả những cái mình đề cập ở đây tí mình sẽ đặt hết ở dưới phần mô tả cho các bạn, nếu các bạn nào mà thích mua nguyên cái bộ như mình nhé. Đây là cái thứ tư, micro. Và cái thứ năm là cái mic gảy áo kèm micro wireless go. Rồi, một cái không thể thiếu nhé các bạn nhé, đó là pin. Đây mình có, hôm trước mình mua thêm hai cục pin. Bình thường ấy là mình sẽ có khoảng tầm 3 cục pin, nhưng hôm trước mình mua thêm hai cục bởi vì có một cục nó bị phồng các bạn ạ. Các bạn nếu mà các bạn quay phim ấy, khi các bạn không dùng ấy, các bạn nhớ chú ý là các bạn phải xả hết pin lên nhé. Tại vì mình thì cũng chả biết tại sao ấy, tự nhiên thấy cục pin nó để khoảng 2 tuần không quay ấy, thế nó bị phồng lên. Thì hóa ra là nếu mà pin đầy ấy, thì là nó sẽ bị kiểu bị phồng pin này. Ngoài cái việc mà chai pin các bạn phải để ý thì pin nó còn bị phồng nữa. Thật ra khi mà các bạn không dùng ấy thì các bạn nhớ xả hết đi. Không thì mua mỗi cục pin này cũng hơi đắt ấy. Mình mua bây giờ nhé, mua cái phụ kiện GoPro chỗ Next Shop ấy, thì là hai cục pin cho Go 7 này kèm theo cái dock sạc. Thì nó không bán lẻ, hết 650.000 ấy, hai cục. Thì mình sẽ có 4 cục và một cục gắn ở đây nữa là 5 cục nhé. 5 cục pin, bởi vì quay GoPro rất là tốn pin nếu mà quay dài. Đây, còn những cái cục pin này, kể cả pin tiêu chuẩn của GoPro ấy, pin chính hãng hoặc là pin của kinh ma, kinh mía đề, bạn nhìn thấy nó bị phồng đấy. Cái cục này hơi bị phồng rồi thôi, nhưng mà mình vẫn dùng ấy. Thì có thể mình sẽ dùng ít đi, tức là 4-5 cục pin. Kèm theo một cái cây chống nước. Tức là cây này, tại vì con nhà mình đi chơi ấy, mình rất là hay quay ở dưới nước các thứ ấy. Thì bơi biết các thứ ấy, thì mình mang cái này đi. Thì mang cái này thì mình tiện, mình đặt luôn, để cục pin ở trong luôn. Đó là cái thứ 6 ở trong hộp. Ngoài ra có cái dock sạc thì các bạn nhớ nhé.
Đốc sạc nhớ mang đi. Bạn mang hai cục pin đi thôi thì cũng nhớ mang cái đốc sạc. Cái đốc sạc này của Kinh Ma nó đi kèm với hai cục pin ấy thì cũng ok. Đây cái thứ 7. Ok. Còn cái tai nghe thì thôi, cái này không phải phụ kiện quay phim, mà đi du lịch lúc nào mình mang cái tai nghe đi để có gì còn nghe ngóng YouTube các thứ. Rồi trong này còn khẩu trang thì không nói. Thế còn thẻ nhớ, bây giờ mình mang một cái thẻ dự phòng đi. Thực ra dự phòng thôi chứ còn kiểu cũng chả thay được. Tại vì cái thẻ nhớ của mình ấy, quay GoPro của mình là 128GB, mà mình quay có 2K7 thôi, 2K7 60 frame là nhiều. Đâm ra là nó cũng đủ cho một chuyến du lịch khoảng 2-3 ngày rồi, đâm ra không cần phải thay, mang đi dự phòng thôi. Còn cái cục này thì để gắn cái chân lúc nãy, cái chân Benro ấy, gắn vào đây nó có cái ốc ở dưới rồi. Gắn vào đây thì gắn GoPro vào ok. Đó là thứ 8, cái chân và thẻ nhớ, đúng không? Thế là hết rồi, ở trong này hết rồi, chẳng còn gì nữa. Ngoài ra mình sẽ đút mấy cái thứ linh tinh vào thôi, như kiểu thuốc men, khẩu trang, khẩu chiếc. Đấy là cái túi, nguyên cái túi đi du lịch của mình chỉ có thế thôi. Thì nó gọn nhẹ. Thế các bạn đi du lịch ấy, thì các bạn chú ý là kiểu cũng không nên vác nặng, có gimbal rồi máy ảnh các thứ thì... Thực ra mình thấy nó không cần thiết ấy, tại vì bây giờ điện thoại các thứ, điện thoại đời cao rồi, chụp ảnh nó cũng đẹp ấy. Mà nhất là đi xa, mình còn phải chăm sóc con cái, rồi là kiểu hành lý các thứ nữa. Nếu mà cứ cầm đi nhiều quá thì lúc đấy có khi chuyến đi chơi nó chả còn gì vui vẻ nữa. Ok, thế còn mình sẽ đi chơi và mình sẽ quay các thứ. Mình sẽ làm cái vlog. Đợt này nhà mình đi Buôn Ma Thuột thì hy vọng là sẽ có mấy cái thước phim hay. Thế còn ok, video ngắn thế thôi. Đấy là tất cả những cái gì thiết bị mình đi quay phim các thứ. Các bạn sẽ kêu là ôi chú mang ít thế rồi, thế nọ thế kia, không mang len. Thì là len máy ảnh rồi gimbal các thứ mình có rất là nhiều nhé. Đèn ánh sáng các thứ cũng có, nhưng mà kiểu vác đi rất là nặng. Kể cả cái ba lô nhé. Ba lô hôm trước mình review ấy, của Lower Pro rất là tiện ấy. Nhưng mà thực ra xách cái theo cái ba lô thì cũng rất là bất tiện. Nên là các bạn, nếu mà các bạn không phải làm phim chuyên nghiệp ấy, thì các bạn có thể cân nhắc chỉ mang ít thôi. Nhất là kiểu làm chơi vui vui như mình thôi thì không cần nhiều. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng nó hữu ích với các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về gear, thiết bị, rồi là phần mềm, phần mềm ấy, các thứ ấy, thì mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video lần sau. Goodbye.